Xin chào tất cả các bạn đam mê gà tre mini, gà tre tí hon nha. Thì bữa nay là ngày 9 tháng 10 năm 2023, mình nói rõ cái ngày để cho các bạn tiện theo dõi. Thì hiện tại thì mình đang làm một cái lồng ấm gà con mới. Thì cái lồng ấm này thì mình làm hôm nay thì ấm cũng hơn 1 tháng rồi. Thì thấy ấm gà con nó khá là hiệu quả, cho nên bữa nay mình làm cái lồng mới thì mình quay mình chia sẻ cái cách làm cho các bạn xem luôn. Và cái thứ hai nữa thì một chút xíu nữa quay cho các bạn xem cái mấy cái đàn gà con của mình đang ấm trong mấy cái lồng ấm mới của mình. Bữa nay là chia sẻ cho các bạn 4 ổ gà con, 4 ổ gà tre mini, cũng 4 ổ gà con để cho các bạn nào có nuôi gà con, nuôi số lượng nhiều á, thì các bạn liên hệ, trực tiếp số điện thoại trên video nha. Video nào mình cũng có để số điện thoại trực tiếp trên video hết. Thì làm chăn nuôi lâu năm thì hầu như là mình tự học làm từ từ hết, cái gì cũng tự học hết. Thì cái làm cái lồng ấm như thế này thì nó cũng dễ thôi các bạn, chứ không gì khó hết. Tự mình nghiên cứu sơ sơ là mình có thể làm được rồi. Các bạn thấy mình là một tay ngang mà mình có thể hàn được một cái lồng ấm theo ý mình. Tại vì các bạn biết trong chăn nuôi á, mình làm một cái gì, một cái chuồng hay là làm một cái gì đó thì nó không bao giờ mà nó đạt được cái hiệu quả như ý mình ngay từ lúc đầu đâu. Nó rất là nhiều cái bất cập trong cái quá trình mình làm. Ví dụ mình làm một cái chuồng ấm, mình làm một cái chuồng lớn để mình thả ra, mình làm một cái chuồng để mình tách cặp ra, tất cả mọi thứ nó khi mà mình làm á, thì làm xong rồi đi vào chăn nuôi thì nó gặp rất nhiều bất cập. Riêng cái lồng ấm này á, thì mình làm thì cũng gần cả chục năm rồi, nhưng mà bữa nay là, nhưng mà bây giờ là mới nghiên cứu làm sửa lại một cái kiểu lồng ấm để cho nó phù hợp với cái việc mà ấm con gà con của mình. Cái kích thước thì mình đo rồi mình cắt sắt ra rồi mình làm nó dễ thôi các bạn. Chịu khó nghiên cứu học hỏi chút xíu là ok hết hả? Ở đây là mình tay hoàn mình là tay ngang luôn, hoàn toàn. Nói chung là hàng thì này kia mình cũng biết, nhưng mà mua máy hàn về tập chấm từ từ rồi nó cũng biết thôi. Mình tập mình làm nó, mình mướn cũng được, nhưng mà mình làm nó theo cái ý của mình hơn. Ví dụ như mình muốn thêm thắt cái này thêm thắt cái kia, mình nghiên cứu ra cái mình làm vô, mình biết làm thì nó dễ hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái sườn của cái lồng ấm gà con sau một buổi thì chia sẻ với các bạn đây là cái sườn mình vừa hàn xong nha. Thì cái sườn cái lồng gà này thì cái kích thước nó là bề bề ngang qua là 6 tấc, còn bề từ đây lên đây là 5 tấc, còn chiều dài nó là 1,2 m, chiều dài nó là 1,2 m nha. Bạn có cửa rồi rất là tiện lợi luôn. Cái chuồng gà này thì nó có rất là nhiều cái ưu điểm nha các bạn. Cái ưu điểm thứ nhất nữa là có cái máng hứng phân rời ở ngoài. Mình nuôi gà nó không sợ nó bị ăn phân, cho nên không sợ nó bị ăn phân, không sợ nó bệnh, nó lây nhiều. Hôm quay cái chuồng kia làm sẵn thì các bạn không có rõ, không có thấy kỹ cái máng hứng phân đút như thế nào, cái này là các bạn thấy rõ ha. Cái ưu điểm thứ hai nữa là mình cái kích thước nó vừa tầm giới của mình khi mình bắt mình làm vaccine nó rất là tiện. Với cái kích thước nước này thì mình có thể nuôi được 50 con gà tre mini ở bên mình nha. Còn cái gà nồi lớn thì tùy theo cái kích thước gà lớn gà nhỏ nha. Gà tre mini bên mình thì mình nuôi được 50 con tới 20 ngày tuổi nha. Các bạn thấy đồ nghề mình có đủ chưa, không máy cắt sắt, máy hàn, máy mài, máy khoan, khoan điện, khoan tay, đủ hết đó. Bây giờ thì mình vô mình quay mấy cái lồng mình ấm 1 tháng này
thấy nó khá hiệu quả các bạn. Cho nên là mình phá bỏ mấy cái lồng lớn này ra, chừa lại khoảng chừng 4 lồng lớn thôi, đặng nuôi cái giai đoạn từ 20 ngày cho tới 2 tháng thôi. Còn mấy cái lồng nhỏ này ấm nè, ấm gà con nó rất là hiệu quả luôn, các bạn thấy không? Đây, đây sẵn đây gà con đây thì gà con này thì được 3 ngày tuổi nha, còn rất là bé xíu luôn các bạn, giống gà tre mini bên mình nha các bạn. Mấy hứng phần nó ghi ngoài ha, mình đâu sợ ăn phân đâu đó. Nhưng mà nó sau khi mình đóng lưới á, thì mình bao lưới vô như cái khung hồi nãy á, thì mình cũng phải bao lưới vô và mình lấy mấy cái bao này mình che lại cho nó kín gió. Còn cái nắp trên á, thì mình có miếng bao đậy lại, nếu mưa quá thì mình đậy lại kín xíu, còn nắng thì mình dỡ cho nó thoáng. Quên nữa. Cho các bạn xem cái máng hướng phân đó, thì mình nên gãi một lớp vôi bột ở dưới nha, đặng cho phân đi xuống dưới, đặng cho nó không có hôi chuồng gà, nó khử khuẩn luôn. Đây là cái ổ gà 2 tuần tuổi nha các bạn, 2 tuần tuổi. Gà rất là khỏe mạnh, đều gà luôn các bạn, lớn đều luôn. Đều luôn. Cái ổ số 1 hồi nãy thì nó có khoảng hơn 30 con gà con nha, nó khoảng 40 gà con nha. Bạn nào nuôi gà con khóc ổ thì alo cho mình luôn nha. Đây là cái ổ số 2. Đây là cái ổ số 2. Cái ổ này thì khoảng 50 con gà con nha các bạn. Rất là đều, rất là nhiều màu sắc. Đây. Cũng như chia sẻ như các lần trước thì các bạn thấy ở đây mình một cái lồng ấm vậy, mình để hai cái bóng đèn nha, một cái bóng đèn 100W và cái bóng đèn nhỏ 60W. Ví dụ ban ngày nắng nóng hay gì đó thì mình có thể tắt luôn. Tùy theo độ tuổi gà, còn nếu mà nó lạnh thì bắt đèn nhỏ lên. Còn mưa bão liên tục thì có thể bắt đèn lớn lên, ban đêm bắt đèn lớn lên. Đó, còn phân dưới các bạn thấy gà đi phân không, rất là khô. Mà mình xử lý dâu vậy nó không hôi chuồng nữa các bạn, rất tiện luôn. Còn đây là bầy gà 3 tuần tuổi. Ví dụ bầy này mình không có để đèn, các bạn thấy nó đi phân dưới rất là nhiều. Đó. Thì cái ổ 3 tầng này thì chắc có khoảng chừng hơn 30 con. Đây. Như là cái chuồng số 1 hồi nãy đó mình quay với các bạn á, là cái ổ nó 3 ngày rồi, nó khoảng hơn 30 con. Cái ổ này thì cái ổ số 2 này thì nó khoảng 50 con hơn rồi đó. Cái ổ này thì nó cũng hơn 30 con đó các bạn thấy. Gà mình là ấm là ok chứ nè. Các bạn thấy điều gan không, cái bì gà nó điều gan luôn, ấm nó điều gan luôn. Thứ nhất là làm vaccine kỹ, thứ hai nữa là làm chuồng trại nó đúng cách. Tại vì nói chung là để làm được cái chuồng nó đúng cách thì nó đòi hỏi kinh nghiệm, mà cũng nuôi nhiều lắm á, nó mới làm được cái chuồng như với mình. Còn đây là cái ổ gà nó chắc khoảng 30 con quá, 30 con.
30 con nó tầm tháng mấy tuổi. Bầy này chắc gần 2 tháng rồi, bầy này lớn rồi. Video ngày hôm nay thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách làm lồng ấm gà con ở bên mình và 4 cái ổ gà con gà tre mini đó, giống gà tre mini bên mình đó, để các bạn xem. Các bạn nào có nuôi gà con thì các bạn alo cho mình. Thì gà con thì mình chỉ bán sỉ thôi nha, bán lẻ một cặp hai cặp là mình không có bán nha. Bán lẻ một, nếu mà các bạn mua một cặp hai cặp thì mình bên mình có loại gà 3 tháng 4 tháng, loại đó thì các bạn dễ mua, dễ lựa cặp hơn. Còn gà con này thì mình chỉ bán sỉ thôi, ví dụ bán chục hoặc là ưu tiên cho anh em nào bắt hết ổ. Tại vì các bạn bắt hết ổ thì nó rất dễ. Bắt hết ổ thì đương nhiên ổ thì nó có màu đẹp màu xấu này kia, còn các bạn bắt lẻ thì mình cũng chỉ hốc ngang thôi, chứ còn mà lựa là cái giá nó không có giá sỉ được, cho nên các bạn cũng thông cảm đó. Thì cái mẫu lồng ấm như thế này thì các bạn xem, ví dụ bạn nào mà nuôi mà có kinh nghiệm nhiều, các bạn thấy có gì thiếu sót để góp ý thêm cho nó hoàn thiện thì rất mong là các bạn góp ý. Còn các bạn nào mới chưa biết cách thì các bạn có thể lấy đây là cái mẫu tham khảo để các bạn hoàn thiện cái lồng ấm ở chỗ bạn cho nó phù hợp với cái chỗ bạn nuôi đó. Thì ở đây thì mình làm nhiều cho nên đồ nghề sắm đầy đủ hết, máy phan, máy cắt, máy hàn, máy mài đều có đủ hết, cho nên là mình thích tự chế ra tự làm, cố gắng làm cái nào mình chăn nuôi, mình làm một cái mẫu chuồng nó không bao giờ nó phù hợp liền đó các bạn. Vô nuôi rồi nó gặp rất là nhiều bất cập, từ đó mình rút kinh nghiệm từ từ ra rồi mình sửa, mình từ từ mới hoàn thiện mấy cái chuồng trại nuôi của mình, bất cứ làm cái gì cũng vậy đó. Cho nên là hôm nay mình cũng có một cái ý tốt muốn chia sẻ cái mẫu chuồng mới này để ấm hơn tháng này, cũng thấy khá là hiệu quả đó, cho nên là bắt đầu làm thêm đó. Thì video ngày hôm nay thì mình kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Mình có số điện thoại đồ cụ thể trên màn hình, các bạn nào cần gà giống thì alo trực tiếp cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.